Chào các bạn, trong video này có một số bạn hỏi mình đó, làm sao mà để kiểm tra cái điện thoại nhanh hết pin. Thì sau đây mình sẽ đi tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục những cái hiện tượng mà làm cho cái điện thoại của bạn hao pin và nhanh hết pin nha. Đây. Mình sẽ liệt kê ra bốn cái nguyên nhân chính chủ yếu mà làm cho cái điện thoại của các bạn á rất nhanh hết pin. Cái nguyên nhân thứ nhất á là do người sử dụng. Là do các bạn sử dụng nhiều và liên tục trong khoảng thời gian dài mà các bạn nói chung là các bạn không để ý á. Hoặc là nhiều bạn á, khi mới mua máy về á, thì các bạn trong quá trình mà vọc máy á, kiểm tra các chức năng á, thì các bạn làm cho cái điện thoại của mình nó hoạt động liên tục, thì nó sẽ gây là một nguyên nhân gây ra hiện tượng nhanh hết pin nha. Cái vấn đề thứ hai, nhiều bạn á hay tăng cái độ sáng màn hình lên. Đây là cái nguyên chính để làm cho cái điện thoại của mình rất hao pin. Mình giả sử như con iPhone này, các bạn nhìn, nhiều bạn có thói quen là tăng cái độ sáng màn hình rất sáng như thế này. Thì càng cái màn hình của mình nó tiêu thụ điện thì nó càng sáng nó sẽ càng nhanh hết pin. Đặc biệt là những cái màn hình lớn á. Thì nhiều bạn rất thích xài những cái màn hình lớn. Thì nó sẽ tỷ lệ thuận với cái mức độ mà tiêu hao điện năng. Rồi, cái vấn đề tiếp theo đây á là các bạn bật cùng lúc nè Wi-Fi á, Bluetooth và bật chung với nhau nha. Nếu mà trường hợp mà các bạn bật Wi-Fi á mà các bạn không có kết nối tai nghe Bluetooth hay là thiết bị âm thanh á, thì các bạn nên tắt Bluetooth cho mình. Nhiều bạn có thói quen là bật Wi-Fi với Bluetooth cùng lúc luôn. Rồi trong quá trình á mà các bạn xài á, cái khu vực mà có Wi-Fi các bạn không xài mà các bạn xài 3G 4G á, thì cái mạng 3G 4G này á nó sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hơn so với các bạn sử dụng Wi-Fi nha. Thì với cái mạng Wi-Fi của mình đó là ổn định, còn cái 3G 4G nhiều khi nó chập chờn á, nó thu phát sóng nhiều hơn, nó sẽ làm cho cái điện năng tiêu thụ á nó cao hơn so với các bạn sử dụng Wi-Fi nha. Rồi trên đây là một số cái nguyên nhân chính hao pin do người sử dụng. Thì đây mình khắc phục làm sao? Thứ nhất là thì cái vấn đề mà sử dụng nhiều liên tục á, ở đây mình không nói trước được nha. Là do cái nhu cầu của mỗi người. Mình có thể bỏ qua vấn đề này. Cái vấn đề thứ hai á là cái vấn đề tăng độ sáng màn hình. Thì đối với những bạn mà thích cái màn hình nó sáng hơn á thì các bạn có thể giảm cái độ sáng màn hình xuống nha. Đó, bạn vô cài đặt cái setting đó thì có cái phần mà màn hình độ sáng, cho dù máy các bạn xài máy iPhone hoặc là Android á thì nó có cái chức năng mà để giảm độ sáng màn hình. Cho dù bất kỳ máy nào cũng có đôi chức năng này thì các bạn giảm bớt độ sáng màn hình xuống là nó sẽ giảm cái điện năng tiêu thụ nha. Rồi đối với cái vấn đề mà bật Wi-Fi và Bluetooth cùng lúc á thì các bạn trong trường hợp mà các bạn không có nhu cầu sử dụng Bluetooth thì các bạn đem tắt đi nha. Ví dụ các bạn đang ở trong cái khu vực mà có Wi-Fi, các bạn đang truy cập mạng đi. Còn Bluetooth các bạn, trường hợp mà các bạn thấy kiểm tra nó bật mà các bạn không có nhu cầu như kết nối tai nghe Bluetooth đó hoặc là thiết bị loa di động gì đó thì các bạn có thể tắt Bluetooth đi. Là tắt là cái con IC này nó không hoạt động nữa, là nó sẽ giảm bớt một phần điện năng tiêu thụ ha. Rồi còn một cái nữa là khi mà các bạn mà ở trong cái khu vực Wi-Fi á, như các bạn vô trong ký túc xá hoặc là bên quán mấy quán cà phê á, cái chỗ mà có khu vực mà truy cập mạng Wi-Fi thì bạn nên đăng nhập vô nha.
vì nhiều bạn bây giờ xài 3G 4G. Khi mà các bạn xài những cái mạng này á, thì cái khả năng mà thu phát sóng của IC 3G 4G nó sẽ tăng lên, nó sẽ làm cho cái điện năng tiêu thụ nói chung là khá hao pin hơn so với các bạn dùng bật wifi lên. Thì đây là một số cái mẹo nhỏ để các bạn làm giảm cái mức độ hao pin và nhanh hết pin của điện thoại di động của các bạn. Thứ nhất là cái này là vấn đề do người sử dụng nha. Rồi tiếp theo đây với cái phần thứ hai của mình đó, nguyên nhân thứ hai là do pin phụ kiện. Phụ kiện accessory ở đây là thẻ nhớ nha, nó có thể bị lỗi, bị hư. Và những cái vấn đề pin ở đây á là một số các bạn xài cái pin này á, nó lâu quá rồi thì mỗi cục pin á, nó có một cái tuổi thọ hoặc là cái số lần nạp xả nhất định. Như bạn xài kỹ á, các bạn có thể xài được 3-4 năm. Thì những bạn mà xài nạp xả liên tục hoặc sử dụng liên tục á, các bạn sạc nhiều á thì cái tuổi thọ pin sẽ giảm. Nó đi kèm với cái mức độ mà tích lũy năng lượng điện trong bên trong pin này á, nó cũng giảm theo thời gian luôn. Thì đối với những cái pin mà xài đã lâu á, cái tuổi thọ pin nó giảm á, cái vấn đề mà hao pin đó là rất nhanh xảy ra nha. Các bạn xài sẽ không được lâu như cục pin mới mua lần đầu. Thì những cái trường hợp này á, các bạn có thể phải thay pin. Còn vấn đề tiếp theo á là vấn đề phụ kiện thẻ nhớ nè. Cái thẻ nhớ của mình á, nó là một phần gây ra hiện tượng hao pin, nhanh hết pin nha. Đối với những thẻ nhớ bị lỗi, bị hư á, nhất là những cái thẻ nhớ mà nó bị vô nước nha, mấy chân socket này nè, nó bị oxy hóa ra ten rồi nó chạm chân á, rồi khi mà bạn xài các bạn không vệ sinh, cho dù các bạn vệ sinh không kỹ á, hoặc là nó bị chạm cái IC bên trong á, thì chắc chắn là nó bị hư. Khi mà các bạn gắn vô một cái máy á, cắm vô như thế này á, thì nó sẽ vẫn nhận, nhưng mà nó sẽ gây ra hiện tượng hao pin rất nhanh. Khắc phục từng vấn đề này là như thế nào? Nè, đối với pin bị lỗi á, thì các bạn thay pin mới nha. Các bạn có thể dùng một cái con điện trở công suất để mà các bạn đo cái nội trở của pin. Đây mình giả sử đi, như các bạn có một cái cell pin này như thế này. Trong trường hợp mà pin các bạn á, nó không cầm hoặc là nó không giữ được pin điện lâu á, thì các bạn gắn con điện trở công suất vô hai cái chấu pin này nè, cộng trừ âm dương đây, thì nó sẽ xả nhanh rất nhanh nha. Cái dòng điện của nó xả nhanh là cái điện áp của pin nó tụt rất nhanh, nó không có như của pin mới. Khi mà các bạn gắn con điện trở công suất vô hai cái cực âm dương này nè, thì cái điện áp của pin á, nó sẽ không giảm, thì đó là pin tốt. Còn trường hợp mà các bạn gắn vô á, mà chưa gì cái điện áp của nó đã sụt xuống nhiều rồi, là chắc chắn là pin này nó hư, là cái ý như là cái nội trở của nó không còn như lúc đầu nữa, thì chắc chắn là các bạn phải thay cục pin mới nha, để tránh cái trường hợp mà rất nhanh hết pin. Rồi một số trường hợp mà cái máy như cái máy iPhone hoặc là mấy cái máy model khác á, nó bên ngoài thị trường á, nó bán sẽ có những cái cục pin mà cái dung lượng cao, gọi là cái pin châu á. Pin này ví dụ 3500 mAh, thì bên ngoài nó có cũng bán một cái cell pin y hệt như vậy, nhưng mà cái dung lượng của nó sẽ cao hơn, thì các bạn có thể mua về các bạn sử dụng nha, để tăng cái khả năng tích trữ điện trong cục pin đó, thì các bạn xài pin được lâu hơn. Đó là cái vấn đề về pin. Còn những vấn đề về cái thẻ nhớ hư á, thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần ra mua một cái thẻ nhớ khác ha, rồi các bạn format, các bạn thay vô là xong. Thì những cái thẻ nhớ ngoài này á, nó chỉ dành cho những cái máy mà
dòng Android hoặc là mấy 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 cỏ nó hỗ trợ cái thẻ nhớ. Còn những cái máy mà như iPhone đó thì nó sẽ có ổ cứng bên trong ha, nó không cần thẻ nhớ. Rồi, cái nguyên nhân thứ ba của mình á là do phần mềm nha. Thứ nhất là cái máy của mình nó bị virus. Là đối với những dòng smartphone đó nay á, nó hay bị nhiễm mã độc nha. Bị virus á nó rất nhanh hao pin. Hoặc là các bạn mở cái ứng dụng chạy ngầm á, thì các bạn mở một lúc rất nhiều là ứng dụng bên trong cái máy của các bạn á, thì nó chạy ngầm bên trong thì nó gây ra hiện tượng hao pin. Hoặc là lỗi ở cái phiên bản phần mềm. Thì một số các chương trình á nó mới demo hoặc là nó mới thử nghiệm thôi, nhất là cái dòng iPhone nè, nó chưa có bản bản chính thức của nó, thì nó khi mà các bạn cập nhật phần mềm lên á, nó sẽ rất hao pin ha. Thì khi mà cái bản chính thức của nó sẽ vá lỗi, nó sẽ fix cái lỗi bị hao pin một số cái version. Thì đây các khắc phục sao? Như các bạn bị dính virus nè thì bạn cài chương trình quét virus vô. Hoặc là nếu mà các bạn có các ứng dụng mà chạy ngầm bên trong á, thì các bạn tắt cái ứng dụng chạy ngầm đi. Hoặc là các bạn cài cái chương trình mà dọn rác á, tắt hết mấy ứng dụng đi, quét virus luôn. Rồi những cái chương trình mà bị lỗi á, ở phần mềm á, cái bản cập nhật của nó bị lỗi, nó phải chưa phải bản chính thức, thì các bạn nên lựa chọn cái phiên bản chính thức của nó vá lỗi được cái hiện tượng là hao pin nha, nhanh hết pin. Thì đây là do vấn đề phần mềm ấy. Ở trên đây là ba cái vấn đề đơn giản nhất khi mà các bạn là người sử dụng, các bạn kiểm tra cho mình. Còn ở đây là cái lỗi phần cứng nha. Lỗi phần cứng ở đây là dành cho kỹ thuật viên thôi, chứ các bạn là người sử dụng á, các bạn nhiều khi các bạn không có máy móc hoặc là các bạn không có kinh nghiệm để các bạn kiểm tra. Thì đây mình sẽ nói sơ qua để các bạn thợ nào miếng thích vọc vạch á, hoặc là các bạn thích kiểm tra nghiên cứu về điện thoại á, thì các bạn có thể kiểm tra coi nó bị chạm main ha. Như thứ nhất á là bị chạm trước nha. Chạm trước ở đây á là ăn dòng trước khi mở nguồn. Thứ hai á là chạm dòng chờ, có nghĩa là nó sẽ ăn dòng sau khi mở nguồn ở chế độ chờ, sleep mode nha. Còn thứ vấn đề thứ ba á là chạm do nghe gọi. Ở đây á là do cái con IC công suất trong mạch. Khi mà các bạn nghe gọi á thì IC công suất á, cái phần phát á, nó bị chạm, nó sẽ gây ra hao nguồn. Thì sau đây mình sẽ đi từng bước cái vấn đề chạm trước, chạm sau, chạm dòng chờ và chạm cho nghe gọi. Rồi để mà kiểm tra ở đây á, mình sẽ dùng một cái bộ cấp nguồn trên điện thoại. Rồi trên cái bộ cấp nguồn điện thoại á, nó sẽ có hai cái đồng hồ, một cái đồng hồ đo điện áp và một cái đồng hồ đo ampere. Cái khả năng kiểm tra coi điện thoại mình nó ăn dòng bao nhiêu nha. Thì các bạn có thể điều chỉnh cái mức 3,7 đến khoảng 4V DC thì thay cho cái cục pin của mình thôi. Rồi ở đây mình dùng hai cái dây nguồn của nó là dây âm với dây dương. Rồi mình lấy một cái điện thoại bất kỳ nha, mình kiểm tra coi cái điện thoại này có hao pin hay không. Thì các bạn tháo ra cái mặt đo, các bạn kẹp vô đúng hai chân âm dương. Các bạn lưu ý cho mình nha, ở đây á, cái kim dòng của mình á, nó bằng không. Kim này á, nó chỉ khoảng 4V. Nó tùy cái điện áp của pin nha. Mình giả sử đi, máy này á thì nó dùng cái pin nè, các bạn nhìn nè, 3,7V. Thì các bạn cái điều chỉnh cái bộ nguồn cho mình nó lên 3,7V này nha.
Còn đối với những cái con như Nokia 3210 này á, thì cái điện áp của pin á, nó chỉ là 2,4V thôi. À, pin của nó 2,4V. Thì các bạn không thể đã cái điện áp 3,7V mà các bạn phải chỉnh cho mình xuống, giảm xuống là còn khoảng 2,4V nha. Thì chung cái bộ nguồn này á, nó thay những cái cục pin như thế này để nó cấp nguồn vô cho cái điện thoại. Khi bạn bật lên thì nó cái ở đây kim vòng á, nó sẽ cho báo cho các bạn biết là cái dòng điện trong cái điện thoại của mình đó nó hoạt động như thế nào, nó có ăn dòng hay không. Thì tùy vào cái mức điện áp của pin á, thì các bạn chỉnh cái điện áp trên cái bộ nguồn tương ứng. Như trường hợp 2,4V thì các bạn chỉnh 2,4V. Còn cái điện thoại của mình á, nó sử dụng pin 3,7V thì các bạn có thể chỉnh từ 3,7 đến 4V DC. Rồi tiếp đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đo kiểm tra. Mình giả sử đi, mình có một cái mainboard điện thoại di động, như ví dụ như dòng smartphone hay bất kỳ điện thoại nào á, thì các bạn lấy cái mainboard ra các bạn kiểm tra cho mình. Thì ở đây các bạn chỉnh cái điện áp. Cái pin của nó là khoảng từ 3,7 đến 4,2V thì mình chỉnh khoảng 4V thôi. Các bạn kẹp vô nha, kẹp đúng cái chiều của pin. Rồi, các bạn nhìn nào, khi mình kẹp vô á, cái kim vòng của mình á, ở đây bắt buộc là phải bằng 0 nha. Nè, trường hợp á, nó mà nhích hơn số 0 này á, là nó bị cái ba nó vấn đề mà chạm trước, là ăn dòng trước khi mở nguồn. Thì tí nữa mình sẽ nói về những cái linh kiện nào có khả năng bị ăn dòng trước khi mở nguồn. Đây trường hợp cái kim ở đây kim vòng bắt buộc phần bằng 0 là cái bo tốt. Rồi các bạn bật nguồn lên, các bạn xem nó quá trình nó boot nè. Đây nó boot, nó khởi động nguồn lên. Rồi nó boot như thế này á, các bạn chờ cho nó về chế độ standby, cái như là chế độ ngủ nguồn nào đấy, nó tắt nè. Rồi nó vào không nha các bạn. Các bạn kiểm tra để ý cho mình cái kim ấy lúc này nó nhích vào không ha. Như vậy á, nó không bị chạm sau mở nguồn, chạm dòng chờ. Đây cái trường hợp này nè, nó không có bị chạm dòng chờ ha, ăn dòng sau khi mở nguồn. Đó, nó nhích vào không nè. Với hai trường hợp này á, thì các bạn có thể khẳng định là cái bo này tốt, là nó không bị chạm trước và không bị chạm sau. Còn vấn đề mà bị chạm do nghe gọi á, thì các bạn có thể lấy cái bo này các bạn gắn vô cái màn hình của điện thoại và gắn sim vô luôn để khi các bạn test cái kiểm tra nghe gọi nó bị chạm hay không. Đây mình giả sử mình có cái điện thoại này, mình gắn cái sim vô luôn nha. Rồi các bạn cặp, các bạn mở nguồn. Rồi giả sử cái trường hợp mà cái điện thoại nó boot lên như vậy á, các bạn có thể gọi tổng đài hoặc là gọi 112 hoặc khẩn cấp á, coi cái dòng phát của nó có cao quá không. Nó cao quá thì nó sẽ gây ra hiện tượng là hao nguồn rất nhiều nha. Đây mình gọi thử gọi 900 đi. Các bạn xem cái dòng nè, nó phát nè. Nó phát là khoảng dưới 200mA, như vậy là nó không bị hao nguồn nha. Còn trường hợp mà nó quát phát mà cao quá, khoảng 600mA trở lên á, là trường hợp, những trường hợp này là nó bị chạm do nghe gọi. Lúc này á, là nó bị do con IC công suất của mình á, nó bị rò rỉ ha, nó sẽ gây ra hiện tượng cái đường phát của nó bị chạm, nó làm cho ăn dòng rất cao.
À, nó chỉ trong cái phạm vi khoảng 200 mA trở xuống thôi, nó không có cao lắm. Như vậy là tốt nha. Rồi, để mà kiểm tra cái phần vấn đề mà chạm trước á, hoặc là chạm động chờ, ngoài các bạn sử dụng bộ nguồn này ra các bạn phát hiện á, thì các bạn lưu ý cho mình như vấn đề chạm trước. Chạm trước là cái con nào nó ăn động trước, có nghĩa là một số con tụ lọc nguồn nè, mình giả sử đi, đây con CPU nè, con IC nguồn tích hợp vô trong á, thì mấy con tụ lọc nguồn ở đây nè, nó ăn nguồn dòng trước, hoặc là cái con IC nguồn nằm bên trong tích hợp bên của CPU á, nó ăn dòng trước luôn, thì các bạn phải bóc ra nha. Ngoài ra các bạn kết hợp với một cái đồng hồ dò chạm CIC để các bạn đo coi mấy cái đường từ VBUS á, nó vô đây vô đường nào, rồi nó làm cho tổng trở của nó kéo xuống thấp á, thì các bạn có thể phát hiện được. Một là các bạn bóc gỡ tụ, hai là các bạn gỡ con IC liên quan lên là hết nha. Vấn đề chạm trước nè, chạm động chờ nè. Một vấn đề nữa là vấn đề bị chạm trên ngay gọn. Nó chỉ liên quan đến phần con IC công suất này thôi. Thì IC công suất này á, là có phần thu phần phát ha. Thì khi mà phát á, thì nó sẽ nó lấy tín hiệu từ trung tầng đi lên á, rồi nó sẽ khuếch đại công suất lên, nó phát ra ngoài anten. Hoặc là phần thu á, thì nó sẽ thu những cái tín hiệu số điện từ của cái như cuộc gọi tới, thì nó đi vô cái con IC công suất này, nó sẽ khuếch đại lên cho cái tín hiệu đủ lớn. Thì do con IC công suất này á, nó bị rò rỉ, nó bị chạm cái đường phát, nó dẫn đến là cái hiện tượng mà chạm cho ngang gọi. Khi mà các bạn gọi á, thì dòng nó ăn rất nhiều nha. Cái dòng điện á, ở đây kim dòng nó nhích lên rất cao. Những trường hợp này các bạn chỉ cần thay con IC công suất là xong. Rồi, vậy là trong video này mình đã hướng dẫn một số cái hiện tượng và cái cách khắc phục cái vấn đề mà cái mainboard điện thoại của các bạn bị hao pin hoặc bị nhanh hết pin nha. Ở đây có 4 nguyên nhân chính nó gây ra hiện tượng đó. Thứ nhất là do người sử dụng nè. Cái vấn đề thứ hai là do pin hoặc phụ kiện như thẻ nhớ. Cái lỗi thứ ba là do phần mềm. Và cái lỗi thứ tư do phần cứng nha. Thì đa phần cái thiết bị điện tử sau đó hoạt động một thời gian á, một số linh kiện nó rò rỉ, hoặc là vấn đề mà cái linh kiện điện tử á, nó bị vô nước á, ẩm mốc ra ten gì đó, nó cũng rất rất bị chạm trước hoặc chạm dòng chờ. Các bạn kiểm tra bo cho mình luôn nha, vệ sinh á, các bạn kiểm tra socket nè, mấy socket rồi mấy cái ổ thẻ nhớ, mấy cái chân thẻ nhớ như thế này, rồi mấy cái tụ á, coi vệ sinh. Nhiều khi vệ sinh không hết, không kỹ á, nó vẫn còn xuất hiện cái hiện tượng mà bị chạm trước hoặc chạm dòng chờ. Còn vấn đề mà bị chạm do nghe gọi thì các bạn kiểm tra cái phần IC công suất cho mình thôi là xong. Video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.